Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 đã được kiểm soát tại nước ta. Dù vậy, tại một số địa phương đã ghi nhận có sự tăng nhẹ trở lại. Bên cạnh đó, dịch sốt xuất huyết cũng đang bắt đầu bùng phát trở lại, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam. Điều đáng chú ý, một số người dân khi mắc sốt xuất huyết vẫn nhầm lẫn là mắc COVID-19. Việc không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời khiến tình trạng bệnh trở nặng lên. Ghi nhận của nhà phóng viên chương trình. Bệnh nhân này cho biết trước khi nhập viện có biểu hiện sốt nên nghĩ mình mắc COVID-19. Hai ngày sau đó test nhanh âm tính, anh mới tới bệnh viện thăm khám. Các bác sĩ cho biết anh mắc sốt xuất huyết, đặc biệt tiểu cầu giảm rất sâu. Tôi cảm tưởng rất là mỏi mệt, chân tay thì buồn bã, mọi thứ không muốn ăn uống. Mặc dù hiện số ca sốt xuất huyết tại Bệnh viện Thanh Nhàn có giảm so với năm trước, tuy nhiên các bác sĩ cho biết không ít bệnh nhân mắc sốt xuất huyết chủ quan không đi khám, nghĩ là mắc COVID-19 chỉ từ 1 đến 2 ngày là khỏi bệnh. Khi đến bệnh viện, tình trạng đã rất nặng. Một trong những cái biến chứng lớn nhất của sốt xuất huyết là cái tiểu cầu nó giảm, nó gây ra tình trạng rối loạn đông máu và bệnh nhân có thể chảy máu ở nhiều nơi, trong đó có thể là sốt huyết não, sốt huyết các hệ thống về đường tiêu hóa và chảy máu trên răng cũng như sốt huyết dưới da. Nhưng mà chúng tôi nguy hiểm nhất là những sốt huyết nội tạng, làm cho cái vấn đề tiên lượng của bệnh nhân có thể là rất là nặng và có thể nguy cơ tử vong. Trong khi COVID-19 vẫn ghi nhận các ca mắc mới, thì dịch sốt xuất huyết ở nước ta cũng đang vào mùa. Điểm chung của hai bệnh trên là dẫn tới tử vong, người mắc bệnh nền dễ tiến triển nặng. Ngoài ra, hai bệnh có những điểm đặc trưng riêng về yếu tố dịch tễ, đường lây truyền cũng như bệnh cảnh để có thể phân biệt. Cụ thể, về đường lây truyền, virus SARS-CoV-2 lây qua đường hô hấp do tiếp xúc giọt bắn, còn sốt xuất huyết lây qua đường máu do muỗi mang virus. Về bệnh cảnh, bệnh nhân mắc COVID-19 thường có các biểu hiện viêm đường hô hấp như ho, khó thở, ngạt mũi, nặng sẽ tiến triển thành viêm phổi do suy hô hấp. Trong khi đó, bệnh nhân sốt xuất huyết điển hình với những biểu hiện da sung huyết, mặt và củng mạc mắt đỏ, nặng hơn có thể xuất huyết hoặc dẫn đến sốc do máu bị cô đặc. COVID thì biểu hiện triệu chứng lâm sàng chủ yếu là ở đường hô hấp. Trong khi đó thì với sốt xuất huyết thì đúng như tên gọi của nó, biểu hiện chủ yếu là sốt và xuất huyết. Và vì thế thành ra là triệu chứng lâm sàng thực sự thì cũng không phải là có cái sự trùng lắp. Tuy nhiên thì ở cái giai đoạn đầu tiên ý, trong vòng 3 ngày đầu thì sốt xuất huyết đanh, bệnh nhân chỉ có sốt và có đau mỏi khắp người. Ngoài ra thì cũng không có triệu chứng gì đặc hiệu, thành ra là rất dễ nhầm. Không phải là chỉ với bệnh COVID mà có thể nhầm với các cái sốt virus thông thường khác. Các bác sĩ cũng cho biết dấu hiệu ban đầu của sốt xuất huyết và COVID-19 đều là sốt. Tuy nhiên, hiện nay khi nhiều người dân đã tiêm vaccine đủ mũi, dấu hiệu này cũng có sự khác biệt. Người dân cần lưu ý. COVID thì chúng tôi ghi nhận rằng những bệnh nhân mà đã tiêm vaccine thì cái triệu chứng sốt thường là không cao lắm, tức là nó khoảng dưới 38 độ đến 38 độ 5, nhưng sốt xuất huyết có thể lên đến 40 độ. Và cái triệu chứng đau đầu của sốt xuất huyết thì rất là rõ ràng và bệnh nhân rất là mệt mỏi. Nhưng mà COVID nếu như các cái triệu chứng đến thời điểm này thì ta bảo là rất là nhẹ nhàng. Theo các chuyên gia, trong mùa dịch kép, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.